Bài dự thi cảm nhận về sách. Kính thưa các thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, hôm nay thư viện nhà trường xin giới thiệu đến toàn thể các bạn học sinh cuốn sách Gương sáng đội viên, một trong những cuốn sách đã để lại cho chúng ta nhiều cảm xúc không thể nào quên. Cuốn sách được in thành 24,168 bản, khổ 13 x 19 cm, gồm có 54 trang. Nội dung cuốn sách kể về những tấm gương thiếu niên anh dũng có mặt trong những ngày đầu thành lập đội như Phạm Ngọc Đa, Vừa A Dính, Lê Văn Tám, Trần Văn Ơn, Kim Đồng, vân vân. Họ là những đội viên gan dạ, mưu trí, tiêu biểu cho những lớp măng non tiếp bước anh cha trong hoạt động cách mạng giải phóng dân tộc, thoát khỏi ách nô lệ trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Cuốn sách có bìa màu vàng, phía trên là dòng chữ Gương sáng đội viên màu hồng. Phía dưới là hình ảnh đoàn xe giặc đang phóng điên cuồng, tràn quét xóm làng. Bên cạnh là một cậu bé cũng chạc tuổi chúng mình, tay nắm chặt, ánh mắt đầy căm giận, sục sôi tinh thần đấu tranh. Ngay sau trang bìa là lời mở đầu ngắn gọn nhưng cũng đủ lời cho chúng ta nắm được toàn bộ nội dung và những mong muốn nhà sản xuất muốn gửi gắm. Toàn bộ nội dung cuốn sách gồm 10 mẫu truyện, đi kèm mỗi mẫu truyện là hình ảnh minh họa riêng cho từng nhân vật. Đó là những lời kể ngắn gọn về cuộc đời, chiến công và sự hy sinh anh dũng của 10 gương thiếu niên anh hùng có mặt trong những ngày đầu thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Mở đầu cuốn sách là câu chuyện về anh Dương Văn Nội, một liên lạc viên tham gia tại đội tự vệ Thăng Long thuộc đội thiếu niên cứu quốc thủ đô. Cuộc chiến bùng nổ, Dương Văn Nội là một trong những chiến sĩ cảm tử ở lại chiến đấu giữa thủ đô, kìm chân giặc để chính quyền và nhân dân có thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Tuy tuổi nhỏ nhưng Dương Văn Nội luôn tỏ ra là một người nhanh nhẹn, mưu trí, dũng cảm, nên anh đã lập được nhiều chiến công, góp phần cho những chiến thắng chung của đại đội tự vệ Thăng Long. Tháng 4 năm 1947, trong một lần giặc bao vây đánh dữ dội vào làng Sáo Giá, để nhanh chóng đưa tin về cho ban chỉ huy đại đội trống ở làng Dương Liễu bên cạnh, Dương Văn Nội đã anh dũng băng qua cánh đồng dưới làn mưa đạn của kẻ thù. Và người chiến sĩ anh dũng ấy đã ngã xuống giữa cánh đồng lúa đen đổi xanh ngời. Năm ấy anh vừa tròn 15 tuổi. Cùng với tấm gương của anh Dương Văn Nội là câu chuyện về anh Kim Đồng, một trong số 5 đội viên đầu tiên của đội Nhi Đồng Cứu Nước. Trong một lần đi liên lạc về, giữa đường gặp lính địch phục kích gần nơi có cán bộ ta, Kim Đồng đã nhanh trí nhử cho bọn địch về phía mình. Nhờ có tiếng súng báo động ấy, các đồng chí cán bộ ở gần đấy thoát lên cánh rừng. Song Kim Đồng đã bị trúng đạn và anh đã hy sinh ngay trên bờ suối Lenin. Khi đó anh vừa tròn 14 tuổi. Ngày nay trên quê hương Cao Bằng có khu di tích Kim Đồng rất đẹp, đẹp như bài hát ca ngợi tấm gương hy sinh anh dũng của người đội viên dũng cảm. Kim Đồng, tên anh muôn thở không mờ. Kim Đồng, tên anh lừng lẫy chiến khu. Tiếp sau Kim Đồng là câu chuyện về anh Lê Văn Tám. Chuyện kể rằng năm 1945, thực dân Pháp gây hấn ở Nam Bộ, hòng cướp nước ta lại một lần nữa. Năm ấy, ở gần chợ Đa Cao, thành phố Sài Gòn, có một cậu bé tên là Lê Văn Tám. Tuy tuổi nhỏ nhưng sớm có lòng yêu nước, căm thù giặc sâu sắc vì nhà nghèo nên anh phải đi bán lạc rang để kiếm sống. Trong một lần đi bán lạc cho lính Pháp như thường lệ, anh tẩm xăng vào người rồi thiêu mình lao vào đốt kho đạn của địch. Cả người anh bốc cháy như một ngọn đuốc thiêu rụi cả kho đạn địch và anh, người anh dũng hy sinh khi vừa tròn 13 tuổi. Tấm gương hy sinh của anh sáng ngời, mãi xứng đáng là người con hành đầu của Tổ quốc, là ngọn đuốc sáng sống của dân tộc Việt Nam. Khép lại cuốn sách là câu chuyện về Ba Cơ Lơ, dân tộc người Gia Lai, Tây Nguyên, căm thù Mỹ, diện, giết cha trong cuộc nổi dậy của dân làng. Cơ Lơ quyết chí trả thù. Mới 13 tuổi, Cơ Lơ đã xin vào du kích
nhưng không được xã đội nhận vì còn bé. Không có súng đánh sặc, Hơ-lơ liền tự lấy nỏ, quất tên, phục kích bắn giết, chết ba tên liền. Và Hơ-lơ đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, nhưng tinh thần đấu tranh ngoan cường, mưu trí, dũng cảm của vợ Hơ-lơ mãi sống với buôn làng Tây Nguyên, với dân tộc như một huyền thoại. Và còn nhiều tấm gương anh dũng khác như Nguyễn Tỳ, Phạm Ngọc Đa, Ngô May, Vừa Ai Dính, Trần Văn Ơn, Trần Văn Học. Họ là những đội viên gan dạ, mưu trí, đại diện cho lớp Măng Non theo bước anh cha làm cách mạng, giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ. Bằng lối kể mộc mạc, chân thành và đầy cảm xúc, tác giả đã khắc họa về cuộc đời và những chiến công của các đội viên, vừa trong trẻo non xanh, vừa sáng ngời ý chí cách mạng. Giờ đây, đất nước ta đã độc lập, người dân hân hoan đón chào cuộc sống mới. Chúng ta càng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc hòa bình hôm nay. Hơn thế nữa, cuốn sách giúp ta hiểu sâu hơn về những tháng năm hào hùng lịch sử của dân tộc mình, giúp ta nhận ra những giá trị sống, đó là tự do, là hòa bình, là hạnh phúc. Mỗi chúng ta khi đọc xong cuốn sách sẽ cảm thấy tự hào hơn khi được sinh ra trên mảnh đất Việt Nam thân yêu, đợi rồi biết cách sống có trách nhiệm với bản thân, với tập thể, với gia đình và xã hội. Cuốn sách cũng là lời tri ân sâu sắc với thế hệ đi trước và là món quà ý nghĩa gửi đến các bạn trong những ngày tháng hào hùng này. Trên đây là những cảm nhận về và chia sẻ về cuốn sách. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp các bạn trong buổi giới thiệu sách hay cho tháng sau. Hiện cuốn sách có tại thư viện trường. Xin các bạn hãy dành chút thời gian để đến thư viện tìm đọc.